chị em mình, hiện tại thì chị em mình đã sử dụng thử cái kem đêm của bên Trang chưa? Cái kem collagen Revive này hiện tại có mặt trên thị trường đã được 6 năm nay rồi và vừa mới đổi bao bì đây, một hộp của nó rất là sang chảnh luôn. Kem ban đêm này thì nó có tác dụng đó chính là đầu tiên là nó sẽ làm mờ thâm sạm nám, những da nào mà da nám da sạm thì sẽ rất là thích hợp. Thứ hai là nó làm trắng da, thứ ba là nó làm đồng đều màu da, và đặc biệt thứ tư cũng là điều mà Trang yêu thích nhất, đó là những cái lứa tuổi từ 23 tuổi trở đi, da chúng ta bắt đầu lão hóa mạnh, và lúc đó thì kem collagen này vô đầu tiên nó sẽ chống lão hóa, và thứ hai nó là nuôi sâu bên trong da và nó làm trẻ hóa từng tế bào, từng biểu bì da đó cho chị em mình nha. Đây là những cái đặc điểm chính của kem collagen. Nhưng mà khi mà mọi người kết hợp với serum và kem ngày của bên Trang nữa thì nó sẽ tăng sinh tế bào và làm da mình căng lên, xe khít lỗ chân lông và căng lên, làm da lúc nào nhìn cũng rất là căng tràn, trẻ trung và rất là sáng bóng nha. Đó, một hũ kem như vậy thì có giá là 500.000. Đặc biệt ngay ngày hôm nay khi mọi người chia sẻ cái clip này, Trang sẽ tặng cho chị em mình một món quà siêu siêu đặc biệt trị giá 250.000 nha. Một hũ kem 500 tặng thêm một phần quà trị giá 250.000 nha.